hiện tại mình đang có mặt tại Combotech 2019. Và video tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm vô cùng là độc đáo. Vâng, mình biết là có rất là nhiều video mình dùng từ độc đáo rồi, nhưng mà rõ ràng những cái sản phẩm được trưng bày tại Combotech 2019 chúng quá độc đáo anh em ạ. Và ngôi sao ngày hôm nay đó chính là chiếc HP Omen X2S, chiếc laptop gaming 2 màn hình của HP. Về mặt thiết kế thì HP Omen X2S nó vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế giống hệt so với những dòng laptop gaming Omen từ trước đến nay, nhưng mà mức độ hoàn thiện của chiếc máy này nó cao hơn rất là nhiều. Mặt trên của máy vẫn là thiết kế vát chéo giống như laptop gaming Omen trước đây thôi, vẫn có logo Omen, nhưng mà tất cả các thành phần đều được làm bằng kim loại chứ không có cảm giác nhựa nhựa như trước đây nữa. Vâng, mình rất là thích mức độ hoàn thiện của chiếc máy này. Mở máy ra, đây chính là thứ mà mình muốn nói với các bạn, chiếc màn hình thứ hai. Về mặt ý tưởng của màn hình thứ hai này thì laptop của Asus đã có từ rất là lâu rồi, thậm chí dòng Asus Duo còn làm tốt hơn rất là nhiều với cái màn hình thứ hai, nó rộng hơn, trông rất là sáng tạo đúng không? Tuy nhiên thì màn hình thứ hai trên Omen X2S nó vẫn có một vài điểm khác biệt khiến cho nó trở nên nổi bật. Đầu tiên là về chất lượng hiển thị đi. Chất lượng hiển thị của màn hình thứ hai là nó cực kỳ đẹp anh em ạ. Bởi vì nó sử dụng tấm nền OLED, màu đen hiển thị rất là sâu và độ tương phản của màn hình này gần như đạt mức xuất sắc luôn. Mình có thể nhìn rất rõ những chi tiết hiển thị trên màn hình này, mặc dù nó chỉ có kích thước vào khoảng là 7 inch thôi. Về mặt tính năng thì đầu tiên nó có thể hoạt động như một cái cửa sổ thứ hai dưới dạng extension ấy, anh em có thể kéo những cái thông tin phía bên dưới của màn hình này này. Nhưng mà điều mà mình thích nhất ấy, khiến cho việc sử dụng dễ dàng hơn, trực quan hơn, đó chính là HP đã tích hợp một cái phím cứng ở phía bên trên touchpad ở đây này. Và khi bấm vào cái nút touchpad này này thì các cửa sổ phía bên trên sẽ ngay lập tức được chuyển xuống bên dưới, hay là những cái cửa sổ phía bên dưới các bạn muốn chuyển lên trên, các bạn chỉ cần bấm một lần nữa vào cái nút đó là ngay lập tức nó sẽ được bung lên trên, rất là sáng tạo đúng không? Chứ kiểu nếu mà cứ chỉ con trỏ xong rồi kéo xuống, màn hình bé mà thao tác rất là khó khăn. Nhưng mà HP đã hiểu điều này và mình rất là thích điều đó. Ngoài ra còn một vài những phím cứng khác nữa, ví dụ như là hiển thị máy tính này, hay là bật tắt cái màn hình thứ hai này này. Rồi, đó chính là tính năng đầu tiên. Cái màn hình này nó có thể hiển thị như một cửa sổ extension thứ hai. Và cái tính năng thứ hai mà mình rất là thích đó chính là khi mà anh em bật cái phần mềm HP Omen Central lên, cái màn thứ hai nó sẽ hiển thị một giao diện để giúp cho anh em có thể theo dõi trạng thái của máy, biết cách máy của mình hoạt động như thế nào và một vài những cái tính năng phụ trợ nữa. Ví dụ như là ở đây anh em có thể biết được phần trăm CPU hoạt động là bao nhiêu, phần trăm GPU hoạt động là bao nhiêu, hay là nhiệt độ CPU, GPU là bao nhiêu. Khi chơi game thì anh em có thể biết rõ luôn điều đó, không phải tải những cái app ở bên thứ ba nữa, mà giao diện của nó lại rất là đẹp nữa. Ngoài ra thì trong phần mềm Omen Command Center này cũng cung cấp chúng ta một vài những cái tính năng khác, ví dụ như là chúng ta có thể điều khiển quạt gió này. Hiện tại thì mình đang để chế độ performance, quạt gió quay ở chế độ 12V, tiếng quạt gió phát ra khá là ổn anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta có thể làm gì ở đây? Chúng ta có thể điều khiển đèn LED này, đèn LED của Omen hay là đèn LED RGB của bàn phím này, giao diện rất đẹp và trực quan đúng không? Một tính năng nữa mà mình thấy cũng khá là hay, đó chính là nó sẽ hiển thị một cái phần ở phía trên màn hình chính, rồi nó sẽ zoom 8x lên. Và tại boot của Microsoft, các bạn ý có show tựa game Overwatch, nhưng mà mình không biết rằng cái tính năng này nó có thực sự hữu dụng khi chúng ta chơi game hay không. Các bạn thấy nó hữu dụng hay không? Comment phía bên dưới nhé. Chứ còn bây giờ thì mình thấy nó chỉ hay thôi, chứ chưa thấy nó hữu dụng tí nào cả. Tiếp theo về màn hình cũng rất là ấn tượng. Nó tần số quét lên đến là 240Hz, mức độ tần số quét cao nhất trên laptop gaming hiện nay. Và mình chỉ nói một từ thôi, quá mượt. Còn về chất lượng hiển thị ban đầu, theo cảm nhận ban đầu của mình rằng nó hiển thị khá là tốt. Còn màu sắc chính xác bao nhiêu thì hiện tại mình vẫn chưa biết được. Cấu hình, wow, cấu hình thì các bạn sẽ không tin được vào cấu hình của chiếc máy này nó đang được trang bị đâu. Đó chính là Cebu Core i9 9880H 8x16 luồng cùng với cả đồ họa là RTX 2080 Max Q. Ban đầu thì mình khá là ngạc nhiên, bảo thế này thì nhét chịu làm sao được. Sau cuối cùng mình lại phải search trên trang chủ của HP là tìm hiểu lý do vì sao mà nó lại có thể dám nhét vào chiếc máy này một cấu hình gần như là mắc trên laptop đến như vậy. Hóa ra thì nó được tra keo tản nhiệt Liquid Metal anh em ạ. Và cho anh em nào chưa biết về keo tản nhiệt Liquid Metal thì đây là loại keo có hiệu quả tản nhiệt là gần cao nhất trên PC hiện nay. Tuy nhiên thì việc tra keo rất là nguy hiểm và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến phần cứng của bạn. Nhưng không sao, bây giờ HP đã làm cho chúng ta rồi, rất là hay đúng không? Và hiện tại thì mình đang rất là mong chờ trải nghiệm chiếc máy này để xem là liệu rằng
Liquid Metal nó có cứu rỗi chiếc HP Omen X2S khỏi việc là bị quá nhiệt hay không? Đang rất là mong chờ anh em ạ. Về chất lượng build thì hầu như toàn bộ Omen X2S đều được build bằng kim loại và mình có cảm giác là chất lượng nhôm của máy khá là dày. Thế nên chất lượng build tổng thể là rất là chắc chắn. Mình ấn mạnh vào những khu vực nhạy cảm thì gần như cũng không có hiện tượng flake một chút nào cả. Tuy nhiên cái phần bản lề của nó ấy, nó lại chỉ có hai cái miếng nhỏ nhỏ ở hai bên thôi. Thế nên khi mình gập mở màn hình nó vẫn khá là rung rinh. Tại sao HP lại không làm một cái bản lề liền luôn cái phần ngang này nhở? Nhìn có phải là thiết kế của máy trông liền mạch hơn mà lại còn chắc chắn hơn nữa đúng không? Đây là giải pháp của mình. Chắc là mấy ông HP cũng chẳng nghe đâu. Rồi và đó chính là những cái cảm nhận cũng như là trải nghiệm ban đầu của mình về chiếc laptop gaming mới nhất của HP, Omen X2S. Có rất là nhiều thứ khiến cho thị trường laptop gaming trở nên cạnh tranh hơn đúng không nào? Và khiến chúng ta hào hứng hơn và cảm thấy là cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mất từ rồi. Nói chung cảm xúc vô cùng là hào hứng khi được chạm vào một sản phẩm có tính sáng tạo cao như thế này. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về HP Omen X2S? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.